Thưa bác, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi đến với thế giới này vào dòng tộc màu vàng thì những vị Phật trước và sau này đều phải vào dòng tộc màu vàng hay là muốn vào dòng tộc nào thì vào, thưa bác? Cái này đó, bây giờ đâu biết ông Thích Ca, bởi vì khi mà muốn ông Thích Ca nối tiếp với dòng Phật này thì cái bên Phật giới nó có rất nhiều ông Phật. Cử ông Nhiên Đăng đi kiếm cái ông ở trong này, còn ông nào ưu tú nhất để chuẩn bị cho cái nấu cái dòng Phật ở đây. Nên ông Nhiên Đăng mới đi tìm được ông Thích Ca này nè. Thành ra mới nhờ cái sự thật điều khiển ở bên Phật giới. Năm mười ông mới điều khiển cho cái ông kế thừa cái dòng Phật này nè, ở đây nè. Thấy không? Không biết được. Mà nếu mà nói về cái ông Thích Ca này không phải da vàng mà ông da đen. Ông chính ông Phật Thích Ca là ông da đen. Tu nhiều, ở lăn lộn nhiều đời nhiều kiếp rồi làm cái gì? Làm cái phước thiện nó trở thành da màu. Ông Thích Ca là da màu nha, chứ không phải da đen nha. Nó đã chuyển bớt mà. Vì thế cái người Ấn Độ á, nó màu cà phê sữa. Chứ không phải da vàng, hoàn toàn không phải da vàng. Mình phải hiểu như vậy. Một tánh Phật mà vô gặp thần chủ thế giới hỏi bây giờ đó, tôi có bốn cái dòng tộc, đen vàng đỏ trắng, muốn ở đâu? Nói giờ tôi muốn da đỏ. Ông thì nói, da đỏ không biết sao, bởi đâu biết đỏ đen là cái gì. Thôi tôi da đen, ông thì da vàng, ông da trắng. Vô đây gặp rồi thì phân bổ đi dòng tộc. Thì các thần phụ tá phải dẫn về cái dòng tộc. Rồi mới kêu cái ông thật, ông mà thắng thừa hành đó. Rồi bây giờ ông này đi vô nè, ông huấn luyện ông đi. Vô gia đình nào á, nhưng mà phải nói cho rõ à. Gan không? Gan mới vô à, còn cái thôi. Thì giữa ông là thần thừa hành lại với ông tánh Phật này nói chuyện với nhau. Sau cùng mới chấp nhận. Chính ông Phật Thích Ca là cái gì? Ông già đen chứ không phải gì. Vì nó nhiều đời, nhiều kiếp nó thành da màu. Nó tạo được cái phước nó thành da màu. Chứ người Ấn Độ làm sao da mặt da vàng được, chứ Ấn Độ đen tùi không, làm sao da vàng được. Nó pha hết rồi nó, thấy không? Đó, mình phải hiểu. Rồi bây giờ biết đời sau thì ông Ai Giật Đa không biết vô dòng tộc nào mà nó có biết. Đó, mình phải hiểu vậy. Giờ câu hỏi tiếp đi.